La gente está muy loca. What the fuck? Looking at me like you want my man. What the fuck? Nghe cả. Rồi vô 1 2 3 xuống. Má nó mạnh không tao rồi, không dám tăng. Cà thua cuộc. Tại. Anh cậu ý kiến gì xong cái thua cuộc không ta? Hả? Nó quá mạnh, nó quá mạnh. Ui ui, mày đặt chê người ta mập, mập được như người ta không? Hả? Xí bùm 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 má chết chùm nào chê tao mập. Ui ui. Oh, your body crazy, you will be my sexy lady. Sexy lady, sexy lady. Follow me, yeah we got it. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đêm. Thương sao mùi xa lý thương, vương vẫn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng dấu trời mến mộ. Thank you to Mikado. Khi hát đã vô mấy cái nhà cha nhà gái liền đòi lễ lô. Vừa nắm tay em qua con tường xanh xanh em nói em yêu anh. Tình yêu đó. Như thế em gì? Em thông cảm nhá. Anh chỉ có tiền mua xe thôi, không có tiền mua xăng đâu. Hả? Ai khóc nỗi đau này. Thank you.
quyết không độ cho nàng. Bởi vì khi em đẹp xinh chắc chắn sẽ rời bỏ mình. Vì vậy nghe tôi nói nè, cầm tiền thì cứ đổ xe rồi. Giờ làm sao để quên tháng năm đó in sâu vào trong tim. Ngày nào dòng chơi đã bỏ quên những âu sầu. Mùa hạ say màu nắng khát khao như ớt cho anh cái đầu bén bén chút xíu chị anh đi đám cưới nha. Ok rồi. Mẹ cưa hồi đi cái đầu luôn á. Dữ luôn. Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, quyến rũ mê ngất loạn nhịp làm tim mê say. Cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu, nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút. Fuck you. One, two, three, to call me. Pepsi. Kiểu bà chứ. Reset. Anh thích gì thì em cũng chiều đấy. Anh muốn đi đâu xa? Ai hôm nay anh muốn về nhà. Được rồi, nên anh lùi bước về sau để thấy em. Từ lần đầu gặp em, lại bị em mắng mấy câu. Thâm tâm anh đã muốn cưới em về làm dâu. Anh cứ đi theo em đến trường. Gửi đi nó mới nghe được. Gửi cho biết khùng quá. Dữ à. Có gì đâu chị. Có ai thấy đâu mày chị. Dữ à. Có ai thấy đâu mày vậy. Khùng quá. Gửi cho biết. Mơ ước bay cao tận chân trời. Bạn tôi vẫn hiên ngang. Có những câu ca dường không lời. Cậu là nhân viên mà cậu dám đụng nút tôi. Cậu có cái đường hay không? Tôi á, cũng không thích điều đó. Nhân viên mà không biết tôn trọng sếp. Cậu có đi đặt cái đường hay không? Không có một nhân viên nào nhắm bất tích. Hello. Yeah, please show that.